Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp Động tiểu thuyết. Đại Minh Sắm vai thánh chủ, đúc ác long vương triều. Triệu Hằng xuyên qua Đại Minh, dung hợp hỏa chi thánh chủ khuôn mẫu, lúc sinh ra, thiên hàng dị tượng, chân long hàng lâm, được lưu bá ôn khen là thiên hàng thánh chủ, đặt tên là Chu Hằng. Trong cuộc chiến ở Hồ Thái Dương, lấy sức một mình thao túng 12 phụ chú, sau khi tàn sát mấy chục vạn đại quân phiêu nhiên rời đi, thế gian vô địch. Sau khi đặt định Giang Sơn Đại Minh, Chu Hằng một mình mở ám ảnh vương quốc, viết sử sách năm tháng, thu phục ác ma, dung hợp tám đại ma khí, tiến giai thánh chủ, trong mộng cảnh mở ra tiên cung chí cao. 20 năm sau, Mã Hoàng hậu bệnh nặng, Chu Nguyên Chương dưới tình thế cấp bách, ngoại ý muốn đánh thức Chu Hằng lưu lại thánh vật, ác ma tiểu long lô ly sinh ra, từ đó đại minh họa phong lệch lạc. Hoàng đế đại minh Chướng mắt đám người chu lệ tranh nhau trở thành luyện khí sĩ, dời núi lấp biển, bắt sao lấy trăng, trường sinh nhìn lâu. Ngoã lạc, thác đác đe dọa biên giới. Sơn chi ác ma ba vừa giáng lâm, một ngày diệt hai nước. Thế giới tầng thứ thấp, linh khí không đủ. Tiểu lô ly tìm được phụ thân, xuất ra tuế nguyệt sự sách, bóp méo thời gian sông dài, đúc bất hủ ác long vương triều. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Mã hoàng hậu bệnh nặng, tồn tại trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Năm Hồng Vũ thứ 15, ứng thiên phủ. Dân chúng trong quốc đô của vương triều đại minh này an cư lạc nghiệp, thương khách lui tới nối liền không dứt, rất là náo nhiệt phồn hoa. Một tòa cung điện màu vàng tọa lạc ở trung tâm tòa thành trì khổng lồ này, làm cho không khí chúc mừng trong thành mang theo vài phần trang trọng, túc mục. Mà đây chính là tử cấm thành, đại minh đế quốc chí cao hoàng quyền chỗ trung tâm. Dưới bầu trời xanh thẳm, mái ngói lưu ly màu vàng kim của tử cấm thành có vẻ vô cùng huy hoàng. Trong cung tọa lạc vô số cung điện kiến trúc, tráng lệ, khí thế bàn bạc, cả tòa cung điện lưu quan giật thải, hết sức phồn hoa tôn quý, hiển thị rõ uy nghi cùng khí phách của đế quốc đại minh. Nhưng khác với bên ngoài chính là, lúc này trong hoàng cung một mảnh tĩnh mịch không khí có vẻ rất là trầm trọng áp lực một chỗ cung điện bên ngoài tất cả đại minh quyền thần tụ tập ở đây tất cả mọi người trên mặt đều che kín mây đen trong lòng càng là nơm nớp lo sợ sợ hãi không thôi thái tử chu tiêu cùng với hoàng tử chu trinh chu lệ đám người đều cung kính đứng ở phía trước điện ngoài chờ tất cả mọi người là vẻ mặt lo lắng mà tất cả nguyên nhân là bởi vì hiện giờ đại minh hoàng hậu bệnh nặng Đúng vào lúc này, một tòa xe liễn màu vàng sang trọng, xa hoa chạy tới, một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ trong đi ra. Trên trường bào màu vàng sáng của hắn theo đồ án thương hải long đằng, dưới làn sóng màu vàng mãnh liệt ở góc áo, ống tay áo bị gió thổi lên. Cả người tản mát ra một loại khí thế vương giả uy chấn thiên hạ, mà hắn chính là vương giả hiện giờ đế quốc đại minh bể nghệ thiên hạ. Chu Nguyên Chương Lúc này Chu Nguyên Chương cao mày, sắc mặt có vẻ rất khó coi vị này đại minh chí cao vương quyền người thống trị có được đại minh hết thảy nhưng lúc này trong lòng của hắn như cũ vô cùng phiền não phẫn nộ một đám phế vật đồ vật thật sự là dưỡng không các ngươi trị không hết hoàng hậu bệnh trẫm liền đem các ngươi toàn bộ giết đột nhiên chu nguyên chương trừng mắt nhìn các thái y bên cạnh nổi giận trách cứ trong lời nói đã lâu không sử dụng trẫm vì tự xưng mang theo một cổ sát ý lạnh như băng thổi quét hiện giờ chu nguyên chương đã thực hiện chí hướng to lớn trong lòng mình ở dưới chân mảnh đất rộng lớn này sáng tạo ra một vương triều thịnh thế cường đại chưa từng có hiện giờ mình thân là hoàng đế đại minh vốn tưởng rằng có thể hiệu lệnh nhật nguyệt lấy thân thay trời xanh nhưng hiện thực hung hăng cho hắn một cái tác cho dù là làm cửu ngũ chí tôn nhưng là ngay cả mùi tử của mình bệnh đều trị không hết điều này làm cho trong lòng của hắn rất là nổi giận cùng không cam lòng lời này vừa nói ra những thái y kia sắc mặt lúc này trở nên trắng bệch như tờ giấy trong lòng càng là hoảng sợ vô cùng trong nháy mắt tự tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất bệ hạ tha mạng bệ hạ tha mạng chúng thần cũng đã cố hết sức kính xin bệ hạ thứ tội vi thần vô năng bệ hạ tha mạng a à. các thái y tất cả đều quỳ xuống đất điên cuồng dập đầu cho dù là đầu rơi máu chảy cũng không dừng lại không ngừng cầu xin tha thứ đối mặt hoàng đế tức giận bọn hắn chỉ có thể nhận sai cầu xin tha thứ để tìm được kia một đường sinh cơ chu tiêu nghe vậy cũng nhíu mày nhưng hắn không do dự trực tiếp tiến lên một bước nói phụ hoàng kính xin bớt giận mẫu hậu bất hạnh mắc bệnh nan y này danh y thiên hạ đều không thể làm gì thái y viện cũng đã hết sức nhưng phụ hoàng xin yên tâm nhi thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm pháp luật của hắn nhất định cút mới nói được một nửa Chu Nguyên Chương trực tiếp một cước đem Chu Tiêu đạp ngã xuống đất. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có đối với Mã Hoàng hậu ân cần cùng đối với những này vô năng thái y tức giận, làm sao nghe lọt vào những lời còn lại. Chu Trinh, Chu Lệ thấy vậy vội vàng tiến lên nâng Chu Tiêu ngã xuống đất dậy, tất cả mọi người vẻ mặt kính sợ cúi đầu cung kính mà đứng, ngay cả những thái y cầu xin tha thứ cũng nhanh chóng nằm miệng, không ai dám nói thêm một lời. Hư! Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng với đám thái y quỳ trên mặt đất, trực tiếp phất tay áo đi vào trong đại điện. Các đại thần cũng đều lo lắng, mặt lộ vẻ lo lắng, sợ hãi. Dù sao hoàng hậu nhân từ, hiền lương, đối với đại minh mà nói là hiền hậu. Hơn nữa nàng càng là đương kim bệ hạ một cái vang cửa, có thể làm cho bệ hạ tâm tình càng thêm ổn định, đưa tới rất là mấu chốt khuyên bảo, an ủi tác dụng, có lợi cho cung đình, thậm chí là đại minh phát triển nếu nàng ống chết tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn cả nước chấn động vậy phải làm thế nào cho phải trong lòng các đại thần đều cảm nhận được một loại sợ hãi tâm tình mỗi người đều khẩn trương không thôi chu lệ đỡ chu tiêu mở miệng an ủi đại ca phụ hoàng vừa rồi cũng không phải cố ý hắn quá mức lo lắng bệnh tình của mẫu hậu huynh cũng không cần để ở trong lòng không có việc gì ta hiểu chu tiêu khoác tay áo ý bảo mình không sao trong lòng hắn lại không chút để ý phụ hoàng vừa rồi đạp mình một cước này hắn thân là trưởng tử biết rõ mẫu hậu đối với phụ hoàng mà nói ý vị như thế nào từ khi phụ hoàng vừa mới tham gia nghĩa quân bắt đầu mẫu hậu liền cùng hắn nam chinh bắt chiến vẫn dốc lòng chiếu cố phụ tá hắn hai người càng là vẫn làm bạn đến nay không có mẫu thân sẽ không có hoàng đế đại minh như bây giờ nói không khoa trương chút nào mẫu hậu chính là người quan trọng nhất trong sinh mệnh phụ hoàng không có một trong nghĩ tới đây trong lòng hắn liền xuất hiện một đạo thân ảnh trong mắt hắn hiện ra vẻ nhớ nhung không khỏi thở dài nói ai nếu nhị đệ ở đây thì tốt rồi hai chữ nhị đệ vừa ra đám người chu lệ chu trinh đứng ở bên cạnh chu tiêu đồng tử đều chấn động mạnh ngay cả thân thể cũng bởi vì sợ hãi nhịn không được khẽ run lên các đại thần cung kính nghiêm túc thần sắc càng trì trệ ít có mấy người ánh mắt kính sợ một câu nói này của chu tiêu làm cho tất cả bọn họ đều nhớ tới thân ảnh trong trí nhớ kia có vài người trong ánh mắt hiện lên sợ hãi cũng có người lộ ra vẻ mặt chờ mong đúng vậy vị kia ở đây là tốt rồi ts người mới sách mới cầu ủng hộ chương không hai trên trời rơi xuống thánh chủ nhân gian chi thần cầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio ai vị kia nếu là ở đây hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Trong mắt từ đạt hiện lên vẻ kính sợ, cũng thở dài nói. Lý Văn Trung nghe nói như thế, cũng là sinh lòng cảm khái nói. Cũng không biết đến tột cùng đi nơi nào, ai. Thang Hòa cũng phụ họa nói. Đúng vậy. Nghe được những lời này, một ít tân nhậm chức thần tử trong lúc nhất thời đều không hiểu, rất là nghi hoặc phải biết rằng vừa rồi mở miệng những đại thần này bọn họ đều là đại công huân chi thần khai quốc đại minh có thể làm cho bọn họ sinh ra kính sợ tôn sùng như thế người nhất định là nhân trung long phượng một gã tân tấn tứ phẩm tả thiêm đốc ngự sử nhìn về phía một người bên cạnh nghi hoặc nhỏ giọng hỏi ai thái tử thái phó bọn họ trong miệng vị kia nói là ai năm ấy quan viên tứ phẩm kỷ lược đại chính là một nhóm người lúc trước đi theo chu nguyên chương bởi vì quân công trực tiếp từ một kẻ đê tiện biến thành quan thân nhưng bởi vì trình độ văn hóa quá thấp lại không chịu chăm chỉ học tập bởi vậy cũng dừng lại ở đây thấy thủ trưởng trực tiếp của mình hỏi mình trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo giải thích đó đương nhiên là nhị hoàng tử chu hằng quan viên tứ phẩm nhớ tới thân ảnh vĩ ngạn kia trong lòng vẫn rung động phi thường chu hằng là con trai thứ hai của chu nguyên chương ngày hắn sinh ra chính là dị tượng kinh thiên ngày đó đột nhiên kèm theo một tiếng nổ kinh thiên toàn bộ bầu trời trên ứng thiên phủ đều bị xé rách ra khiến vô số người cho rằng là trời sập suýt nữa lâm vào trong hỗn loạn mà rất nhanh dị tượng hiện lên sông nhật đồng thiên hai viên mặt trời màu vàng nóng rực xé rách bầu trời vốn đen kịt như đêm ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ thế giới một đạo tử khí bàn bạc cùng một đạo hồng quan huyển lệ phủ xuống nương theo thiên hỏa tràn ngập cả bầu trời kia hàng thế hội tụ thành một cái hư ảnh thần long khổng lồ thông thiên triệt địa giống như trời xanh chí cao quan sát nhân gian tất cả mọi người là quỳ xuống cầu phúc sợ đưa tới thiên phạt cho dù là chu nguyên chương cũng cho là mình nghịch thiên mà đi đã nghĩ kỹ di ngôn nhưng mà ngoài dự liệu chính là thần long hư ảnh cũng không hủy diệt bất cứ vật gì mà là rơi vào ứng thiên phủ trung tâm thanh long xoay quanh làm cho cả tòa lâm thời hành cung đều bị vây trong một mảnh mờ mịt thần quang dị tượng kinh thiên vô số người đều cảm thấy chấn động vạn phần tất cả mọi người coi chu hằng sinh ra là điềm lành trời giáng là thiên mệnh sở quy cũng có nghe đồn nói chu hằng là thần linh vĩ đại chuyển thế hắn ra đời nhất định có thể mang đến khí vận cực lớn cho quân minh ngày đó chu nguyên chương thấy cảnh điềm lành này cũng phi thường kinh hỷ ông đặt tên cho con trai mình là chu vĩ nhưng cũng vào ngày đó lưu bá ôn từng tính qua một quẻ nhưng quẻ tượng còn chưa hiện ra quy giáp đã vỡ vụn điều này làm cho lưu bá ôn khiếp sợ không thôi đây là hắn cả đời chưa bao giờ trải qua chuyện đáng sợ vẽn vẹn là một đạo khí tức liền kinh sợ linh hồn cũng làm cho hắn hiểu được vị tân sinh hoàng tử này căn bản cũng không phải là hắn có thể thăm dò mạnh mẽ thăm dò chỉ sẽ đưa tới đại khủng bố bởi vậy trong lòng hắn kính sợ chủ động thượng tấu chu nguyên chương cung xưng chu hằng là thánh chủ trời giáng hỏa trong dòng họ không nên có gỗ thậm chí là ngay cả lửa cũng không cách nào hình dung hắn lưu bá ôn cũng đem tin tức này bẩm báo cho chu nguyên chương cũng chính bởi vì như thế chu nguyên chương buông tha cho ngũ hành đặt tên đặc biệt vì con trai của mình ban tên chu hằng thay thế nguyên bản cũng đã chuẩn bị tốt tên chu hằng đối với chu hằng sinh ra đã có dị tượng kinh thiên như vậy chu nguyên chương tự nhiên là sủng ái rất tốt hắn có thể nói là được đối đãi như kỳ lân tử từ lúc sinh ra đã dốc hết vô số tâm huyết tinh lực để bồi dưỡng tuy nhiên sự việc thường diễn ra bất ngờ lúc chu hằng sinh ra tuy rằng thanh thế to lớn dị tượng kinh thiên nhưng phía sau hắn lại mờ nhạt giữa mọi người mặc dù là có ưu tú nhất năng thần võ tướng dạy dỗ hắn vẫn như cũ văn không thành võ không phải lộ ra rất là bình thường tầm thường thậm chí cũng có thể nói là bình thường không có gì lạ không có chỗ nào có thể khen ngợi điều này làm cho người ta bất đắc dĩ hiện thực làm cho vô số thần tử cảm thấy thất vọng tiếc hận khi đó ngay cả chu nguyên chương sau nhiều lần nếm thử cũng tiếp nhận hiện thực thê thảm trong lòng chỉ còn lại thất vọng nhưng dù vậy chu nguyên chương đối với đứa con trai này vẫn quan tâm đầy đủ mà mã hoàng hậu đối với chu hằng lại vô cùng sủng ái ngay cả Chu Tiêu cũng là mỗi lần đều đem đồ tốt tặng cho đệ đệ của mình, có thể nói là tập trung ngàn vạn sủng ái vào một thân. Mà sự tình xoay chuyển, thì phải bắt đầu từ cuộc chiến Hồ Thái Dương mà Chu Nguyên chương xuất lĩnh quân minh cùng đại quân Trần Hữu Lượng quyết chiến. Khi đó Trần Hữu Lượng lấy 60 vạn đại quân bao vây 20 vạn quân minh, dự định một trận chiến triệt để bao vây tiêu diệt quân minh. Trên Hồ Thái Dương, quân minh đối mặt với địch nhân trang bị hoàng mỹ mà gấp mấy lần mình, có thể nói là lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng triệt để nhưng mà ngay tại thời khắc nguy cấp sinh tử tồn vong chu hằng lại đứng ra khi đó mọi người chỉ cảm thấy chu hằng dưới tuyệt cảnh là bị bứt điên rồi loại thời điểm đó đứng ra chính là muốn chết nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người chu hằng dĩ nhiên lấy tư thế vô địch quét ngang mấy chục vạn đại quân của trần hữu lượng trực tiếp xoay chuyển thế cục đạt được thành quả huy hoàn toàn thắng khi đó Chu Hằng ở trong mắt mọi người chính là tồn tại vô thường không gì không làm được. Nghe mọi người nghị luận, Lâm Ngọc trong đầu phụ sinh một đạo bị hắn coi là ác mộng thân ảnh, hai mắt thất thần, phản phất thấy được lúc trước Hồ Thái Dương chiến trường. Ngày đó, hắn thấy được Chu Hằng hóa thân nửa người nửa rồng khủng bố thân ảnh, bao phủ bầu trời. Vô tận nóng rực thiên hỏa giáng lâm, tản ra vô tận hủy diệt, tĩnh mịch khí tức, để xung quanh thời không cũng bắt đầu rung rẩy, thiên địa lâm vào rung động. Thiên hỏa hóa thành từng cái cột lửa như thần long quấn quanh Chu Hằng, quanh thân hắn tản mát ra tùy tiện một luồng hơi thở, phản phất như là có thể hủy diệt một thế giới. Chu Hằng giống như thần ma đạp bước hư không, giống như chúa tể nhìn xuống phương thế giới này. Trong đôi mắt của hắn lộ vẻ bạo ngược, năng lượng khủng bố điên cuồng bắt đầu khởi động, nơi hai mắt đi qua đều là tia la dè bắn nhanh ra giống như thiên hỏa giáng lâm, nơi đi qua, vô số thuyền lớn bị chôn vùi, hóa thành bột mịn đó là một loại giết chóc cực hạn, ý chí hủy diệt. Nơi ánh mắt đi qua, hết thảy sự vật đều hủy diệt, thiên hỏa ung ung kéo đến đem 60 vạn hán quân của Trần Hữu Lượng đốt thành tro bụi, không chừa một mảnh giáp. Sát phạt qua đi, quanh thân Chu Hằng có sát khí vô tận, oán niệm lượng lờ, đó là oan hồn 60 vạn người bị hủy diệt, giết chết đang kêu trên. Trần Hữu Lượng cũng là ở trước mặt lực lượng tuyệt đối này, tuyệt vọng rút đau tự vẫn. Trước khi chết trống giận. Chu Nguyên Chương, ta không có bại bởi ngươi, mà là không có ngươi vận khí tốt, sinh cái tốt nhi tử. Lam Ngọc tự nhận không sợ trời không sợ đất, sợ hãi duy nhất chính là Chu Hằng. Nhưng là một năm kia, đứng ở quân minh trong đại quân Lam Ngọc chỉ cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy mình bị một cổ ngập trời bạo ngược, hủy diệt lực lượng bao phủ, một loại hít thở không thông, tử vong cảm thụ bao phủ mà đến hắn lúc ấy đã bị khí tức của Chu Hằng dọa đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Khi đó trước mặt nhị hoàng tử, hắn cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến hôi. Mà đối phương lại là ma thần vô thượng quan sát phương thế giới này. Lam Ngọc không chút hoài nghi, chỉ cần Chu Hằng ở đây, dưới sức mạnh khủng bố đó, liền có thể bảo vệ Giang Sơn xã tắc đại minh vĩnh viễn bất diệt. Nhưng có lẽ là bởi vì thiên tài luôn khiến trời ghen tị chu hằng sau cuộc chiến ở hồ dương đã mất tích một cách ly kỳ cho đến hôm nay vẫn không có bất kỳ tin tức gì chu nguyên chương lúc ấy liền hạ lệnh phái binh ở trong toàn cảnh tìm kiếm thậm chí ngay cả cẩm y vệ người cũng đã ở các quốc gia lân cận tìm kiếm tin tức thế nhưng tìm tòi mấy lần căn bản không có nửa điểm tung tích cùng tin tức về nhị hoàng tử chu hằng bởi vậy tin tức này cũng bị che giấu dù sao chiến tích bực này thật sự là quá mức ly kỳ mà đối với Chu Hằng mất tích, rất nhiều người đều cảm thấy là hắn sử dụng bí thuật nào đó mà gặp thiên phạt, đã chết. Chu Hằng gián thế, chỉ là thiên hỏa thánh chủ đến đại minh báo ân. Báo ân kết thúc, cũng liền trở về trên trời. Mục đích của người đưa ra những lời này là để tăng thêm tính thần thánh mà quân quyền của Chu Nguyên Chương được thiên thụ. Nhưng mà nói ra khỏi miệng, đã bị Chu Nguyên Chương lấy lý do nguyền rủa con trai lão tử chết, bị kéo xuống, lột da trút gân cũng có không ít người suy đoán chu hằng là không muốn cùng chu tiêu tranh đoạt vị trí thái tử kia cho nên mới ẩn thế biến mất tóm lại chính là các loại lời đồn đãi đều có mọi người nói phong vân lúc này trước người lam ngọc đứng một vị lão giả mặt phi bào trước ngực theo tiên hạt tinh xảo chính là tể tướng đương triều đại minh hồ duy dung nghe mọi người nói chuyện trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ vui mừng hiện giờ hắn thân là tể tướng đại minh vì cực nhân thần hắn ở trong triều kết bè kết cánh thậm chí có thể nói là một tay che trời nếu là hồ thái dương một trận chiến chu hằng không có mất tích hắn những năm gần đây căn bản cũng không dám có chút càng rỡ hồ duy dung trong lòng cười lạnh nói lâu như vậy cũng không có xuất hiện phỏng chừng đã sớm chết rồi coi như là còn sống loại lực lượng này hẳn là cũng có cái giá phải trả đối mặt triều đình bây giờ lại có thể như thế nào các hoàng tử chu trinh chu lệ cũng từ nhỏ đã nghe qua truyền thuyết nhị ca trong mắt lộ vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt chu tiêu hiện ra vẻ nhớ nhung trong lòng hắn thở dài nói lúc này nếu nhị đệ ở đây thì tốt biết bao hắn tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết sự tình bởi vì nhị đệ thật sự quá cường đại hắn tại đại minh liền như trong bầu trời đêm chói mắt nhất viên sáng chói ngôi sao kia vốn nên là đại minh đế quốc tốt nhất người thừa kế nếu hắn hiện tại đang ở trong tử cấm thành này không chỉ là bệnh tình của mẫu hậu trước mắt có thể giải, còn có dương nhiệt triều nguyên, bọn đạo chích biên cảnh cũng không có khả năng dám càng rỡ kiêu ngạo như vậy. Chu Hằng, một mình hắn đủ để uy trấn hoàng vũ. Trong lòng hắn vẫn kiên định tin tưởng Chu Hằng còn sống, cũng chờ mong hắn trở về. Mặt mày Chu Tiêu hiện lên một tia hào quang chân thành tha thiết, hắn cũng rất rõ ràng chênh lệch giữa mình và nhị đệ. Nếu nhị đệ hắn một ngày nào đó thật sự trở về, vị trí thái tử này cho thì thế nào? Chương không ba Chu trùng bác điểm yếu, thánh chủ di vật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong đại điện Chu Nguyên Chương đi thẳng tới bên giường Hắn nhìn mã hoàng hậu nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, bệnh nặng rất là đau lòng, sâu trong ánh mắt kia cất dấu lộ vẻ bi thống Mã hoàng hậu từ khi hắn còn là một tiểu binh tốt trong hồng cân quân khởi nghĩa của quách tử hưng đã bắt đầu đi theo mình, có thể nói là người chí thân của hắn hôm nay bệnh tật lại đang điên cuồng tra tấn nàng mà chính mình thân là đại minh hoàng đế lại không thể làm gì điều này làm cho trong lòng chu nguyên chương rất là tự trách lại khổ sở trọng trọng bác ngươi tới rồi mã hoàng hậu run giọng nói nói xong nàng liền muốn đứng dậy ai nha em gái em làm gì vậy chu nguyên chương vội vàng ngăn nàng lại đỡ nàng nằm xuống nói nàng nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng bệnh cho tốt mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn khóe mắt dư quan thấy được đầu giường đàn mộc trên bàn đặt đồ ăn, cũng không có vận dụng một miếng. Trong lòng chu Nguyên Chương không khỏi tức giận, thân thể bị bệnh vốn đã suy yếu, hơn nữa thân thể người không ăn làm sao có thể chịu đựng được. Hắn hơi tức giận nói. Ta ra lệnh cho ngươi ăn cơm trước, nếu không thân thể ngươi làm sao chịu nổi. Sủng ái của hắn đối với Mã Hoàng Hậu là độc đáo, đặc biệt Nói xong liền cúi người bưng cơm lên chuẩn bị đút cho nàng ăn. Mã Hoàng hậu thấy vậy, trên khuôn mặt vốn tái nhợt, suy yếu hiện ra một nụ cười. Nàng nhìn đồ ăn đưa tới, trong mắt hiện lên ý cười, ngạo kiều mở miệng nói: "Bệ hạ, muốn ta ăn cơm này cũng được, nhưng có một điều kiện." Trong mắt Chu Nguyên Chương lộ ra vẻ sốt ruột và nghi hoặc. "Thân thể ngươi đã như vậy rồi, còn ai, nói đi." hắn cũng là bắt mã hoàng hậu không có một chút biện pháp rất là bất đắc dĩ coi như là ta chết vào cái này hung bệnh bệ hạ cũng không cần liên lụy các thái y bọn họ đều đã hết sức khụ khụ mã hoàng hậu nhìn xem chu nguyên chương ngữ khí rất là nghiêm túc nàng nhân từ tâm thiện là khắc vào trong xương mặc dù là đối mặt tử vong nàng vẫn nghĩ không cần liên lụy những thái y vô tội kia bệnh tình của mình nàng trong lòng cũng biết rõ đây là ông trời cho nàng định ra mệnh số căn bản cũng không phải nhân lực có thể thay đổi chu nguyên chương nghe mã hoàng hậu nói như vậy nhất thời trong lòng tức giận nổ tung đã đến lúc này nàng còn cho bên ngoài những kia vô năng lan băm cầu tình điều này làm cho hắn vốn là phẫn nộ không cam lòng nội tâm càng là nóng nảy hắn trực tiếp đặt thức ăn lên bàn đàn mộc cả giận nói ngươi không ăn thì không ăn dứt lời Chu Nguyên Chương trực tiếp phất tay áo xoay người cất bước, nổi giận đùng đùng chuẩn bị rời khỏi đại điện. Bộ dáng tức giận kia, sợ tới mức một đám cung nữ, thái giám quỳ rạp xuống đất, không dám có chút động tĩnh nào, không ai dám chạm vào lông mày như vậy. Chỉ có Mã Hoàng hậu, nàng lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt nhìn bóng lưng Chu Nguyên Chương rời đi. Quả nhiên, Chu Nguyên Chương mới đi chưa được mấy bước, đã xoay người trở về. Anh kéo mặt, ngữ khí rất nghiêm túc nói: cơm này rốt cuộc em có ăn hay không? Thái giám, cung nữ bên cạnh bị một màn này dọa đến mồ hôi lạnh đều làm ướt sau lưng, thân thể cũng không ngừng run nhẹ nhẹ, sợ đế hoàng giận giữ liên lụy đến tính mạng thân gia của bọn họ. Mã hoàng hậu nằm trên giường, khuôn mặt lạnh lùng không lên tiếng. Nhìn bộ dáng mã hoàng hậu như vậy, trong lòng chu Nguyên Chương rất là bất đắc dĩ, trong lòng tức giận cũng không có chỗ trúc. Mặc dù hắn bây giờ đã là đại minh chí cao vô thượng hoàng đế, cũng như trước đối với nàng không có cách nào đúng là mảnh nam vô lực thu thập những quyền thần kia đều so với cái này đơn giản hơn nhiều chu nguyên chương biến sắc trên mặt trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu mở miệng nói mùi tử cơm ăn vào thân thể mới có thể chịu đựng được ta thật không muốn một mình cô độc mà sống a à, chỉ cần mùi ăn hết thảy đều dễ thương lượng nhìn thấy bộ dáng chân thành như vậy của chu nguyên chương mã hoàng hậu cũng đau lòng không thôi nàng cũng không phải sợ chết mà là thật sự sợ hãi chính mình buông tay tay đi về sau trọng bác một người ở thế gian này liền quá mức cô độc bọn họ là vợ chồng cùng hoạn nạn tương cứu trong lúc hoạn nạn hai người về mặt tình cảm cũng là ký thác tinh thần cho nhau mặc kệ thiếu ai đó đều khổ sở cô độc giống nhau nghĩ tới đây trong mắt mã hoàng hậu hiện lên một tia nhu tình nàng chậm rãi đứng dậy mở miệng nói trọng bác ngươi đút cho ta ăn đi được rồi em gái chu nguyên chương thấy thế vội vàng đáp hắn ngồi ở bên giường nâng nàng dậy sau đó bảo cung nữ bên cạnh đem cơm canh lấy tới mã hoàng hậu tựa vào lòng chu nguyên chương khuôn mặt tiều tụy của nàng lại tràn đầy hạnh phúc nàng suy yếu mở miệng nói trọng bác à cả đời này ta có thể gả cho ngươi đã rất thỏa mãn rồi chu nguyên chương nhìn bộ dáng tiều tụy của nàng rất là đau lòng hắn cũng gật đầu nói có thể cưới nàng làm vợ cũng là phúc khí của lão chu gia ta mã hoàng hậu cười nhạt tiếp tục nói nếu nói tiếc nuối duy nhất trong đời này chính là chưa từng gặp lại hằng nhi ôi nói tới đây trong giọng nói của nàng không có cái loại thoải mái vừa rồi mà là tràn ngập tưởng niệm cùng bi thương chu hằng là nhi tử mã hoàng hậu yêu thương nhất cho dù là trưởng tử chu tiêu cũng kém hôm nay người sắp chết nguyện vọng cuối cùng của nàng chính là có thể gặp lại chu hằng một lần nếu là có thể gặp mặt, vậy nàng thật sự không còn một ti tiếc núi. Trong đầu nàng hiện ra từng ly từng tí về chu hạn trong mắt bất giác có nước mắt đảo quanh. Con trai mất tích, vẫn là nỗi đau khó có thể nói thành lời trong lòng bà. Nàng càng sợ hãi, nhi tử của mình có phải đã chết thật hay không? Mà nghe được Mã Hoàng hậu nói những lời này, cả người chu Nguyên Chương lại nhất thời ngây ngẩn cả người, ngay cả tay đút cơm cũng dừng lại. Mã Hoàng hậu còn tưởng rằng những lời này của mình làm cho trọng bác trong lòng khổ sở, trong lúc nhất thời đã kích đến hắn, vội vàng sốt ruột hỏi. Trọng bác, ngươi làm sao vậy? Khụ khụ. Tiếng ho khan của nàng lập tức làm cho Chu Nguyên Chương lấy lại tinh thần. Lúc này Chu Nguyên Chương mặt lộ vẻ kích động, hắn đem Mã Hoàng hậu một lần nữa đỡ xuống sau đó nhanh chóng đứng dậy nói. Đúng rồi, còn có Hằng Nhi. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ những thứ khác liền vội vã xoay người rời đi. Động tác đột ngột này của hắn khiến cho mã hoàng hậu vẻ mặt nghi hoặc, hô vài tiếng cũng không gọi lại, một đầu sương mù. Không biết chuyện quái gì đã xảy ra. Nhưng cũng không trách nạn sẽ cảm thấy nghi hoặc, bởi vì ngoại trừ chu nguyên chương ra, ai cũng không biết lúc trước chu hằng rời đi, kỳ thật để lại một thứ. Chương 04 Trứng trồng phu hóa, ác ma tiểu long sinh ra bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn thấy bóng dáng Chu Nguyên Chương từ trong điện đi ra, Chu Tiêu lập tức nghênh đón, mở miệng hỏi. Phụ Hoàng, bệnh tình mẫu hậu thế nào? Thế nhưng Chu Nguyên Chương căn bản cũng mặc kệ mọi người, bước nhanh đi về phía xe của mình liễn. Tất cả các hoàng tử, đại thần chờ ngoài điện nhìn bóng lưng vội vã của hắn đều vạn phần nghi hoặc khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Nguyên Chương đi vào trong xe kéo, vội vàng mở miệng nói mau về càng thanh cung. Hoàng liễn lập tức khởi giá, dùng tốc độ cao nhất chạy về chỗ sâu nhất trong hoàng cung. Vừa mới tới càng thanh cung chu nguyên chương liền đi xuống xe liễn, hắn một đường chạy chậm vô cùng lo lắng đi tới một cái phòng vệ xâm nghiêm mật thất bên ngoài. Giờ phút này tâm tình của hắn rất là khẩn trương, dù sau đây cũng là hy vọng cuối cùng để hắn trị khỏi bệnh tật cuốn thân của mã hoàng hậu. Hắn nghĩ thầm nếu hằng nhi lưu lại vật này cũng không có tác dụng, như vậy hắn thật sự là vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể mắt thấy thê tử kết tóc buông tay rời khỏi mình mà đi. Đúng lúc này, chỗ bóng tối đột nhiên lóe ra hơn 10 đạo thân ảnh mạnh mẽ, trên người bọn họ tản mát ra khí tức sát phạt cường đại, lãnh khốc. Người tới chính là thủ lĩnh ảnh vệ mau vĩ cùng một đám cẩm y vệ tinh nhuệ, nhiệm vụ của bọn họ tự nhiên là bảo vệ gian mật thất được chu nguyên chương coi là cơ mật cao nhất đại minh này. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Mao Tương xuất lĩnh một đám cẩm y vệ quỳ một gối xuống đất hành lễ, thần sắc cung kính mà cương nghị. Mọi người quỳ gối đứng ở hai bên đường, Chu Nguyên Chương nhưng là lười phản ứng bọn họ, trực tiếp tự hướng về trong mật thất bước nhanh đi đến. Chỉ nghe trong điện truyền ra một tiếng lạch cạch. Ngay sau đó chính là tiếng xích sắt, bánh răng chuyển động, trước người Chu Nguyên Chương xuất hiện một cánh cửa đá huyền ngọc nặng ngàn cân mở ra, bên trong cửa là một thông đạo u ám có thể nhìn thấy từ sâu trong mật thất truyền ra ánh sáng kỳ dị chu nguyên chương không có nửa phần do dự trực tiếp liền đi vào hôn ám mật đạo bên trong tiếp tục hướng về bên trong đi đến ước chừng đi nửa khắc đồng hồ trước mặt hắn xuất hiện một gian mười trượng vuông mật thất cái loại này trong mật đạo hôn ám hoàn toàn biến mất trước mắt lóng lánh hào quang thậm chí có chút sáng chói chói mắt gian mật thất này trong trống trải khoáng cũng không có đặt cái gì bảo vật kỳ trân có chỉ là mật thất chính trung tâm đặt một cái thật lớn ngọc chế khay. Cái khay trắng noãn không tì vết, một tia quan huy kỳ dị lưu chuyển trên đó, có vẻ rất là cao quý, bất phàm. Nếu là đêm này ngọc chế khay lấy ra bên ngoài, giá trị đủ để đổi mấy chục thành, thậm chí trên trăm thành. Mà trên mâm ngọc có thể xưng là bảo vật vô giá này, đặt một quả trứng rồng màu vàng. Quanh thân long đảng, kim quang sáng chói. Vô số kim quang hội tụ, hóa thành cổ sư huyền ảo thần văn, giống như thần long bay lên, tung bay bay lượn. Trong suốt lóng lánh, từng đạo vần sáng kỳ dị tản mát ra, người bình thường liếc mắt một cái nội tâm liền nhịn không được quỳ xuống thần phục. Đó là một loại áp chế đến từ sâu trong linh hồn, một loại áp chế đến từ tầng thứ huyết mạch. Vật phẩm cuối cùng Chu Hằng lưu lại trước khi rời đi chính là quả trứng khổng lồ màu vàng kỳ dị này. Chu Nguyên Chương vốn cho rằng đây là một quả trứng của sinh vật thần dị trong mắt, hắn sợ Mã Hoàng Hậu nhìn vật nhớ tình khổ sở, mới không nói với nàng tất cả những điều này. Nhưng chờ đợi chính là 20 năm, quả trứng màu vàng này cũng đã qua trọn vẹn 20 năm còn chưa nở ra. Trải qua chờ đợi và chờ đợi không ngừng như vậy, cho dù là trong lòng Chu Nguyên Chương cũng cảm nhận được vài phần tuyệt vọng. Nguyên bản hắn đã không có kiên nhẫn cùng dũng khí tiếp tục chờ đợi viên trứng màu vàng này có thể mang đến cho hắn kinh hỷ như thế nào nhưng hôm nay cùng mã hoàng hậu chân tình kể ra cái loại tình cảm chân thành tha thiết nhất này làm cho hắn càng thêm không muốn quản lý sinh ly tử biệt thống khổ vì vậy hắn hôm nay vẫn là đi tới viên này màu vàng trứng rồng trước mặt trong lòng chờ mong có thể đạt được dù là một tia hy vọng thần sắc chu nguyên chương rất phức tạp hắn đưa tay chạm vào quả trứng rồng màu vàng hắn đột nhiên mở miệng nói với trứng rồng màu vàng hằng nhi à ta cũng đã lâu không tới đây thăm con phụ hoàng nhớ con. Ngươi cũng đừng trách ta, mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, phụ hoàng cũng bận rộn đến sức đầu mẹ tráng. Hôm nay Bắc Nguyên phía Bắc Đại Minh đã phân liệt thành thác đát, ngõa lạp, ngột lương cáp ba bộ, gần đây bọn họ quấy nhiễu lãnh thổ Đại Minh ta càng lúc càng thường xuyên. Đông Bắc phương hướng hải vực còn có giặc qua tập kích quấy nhiễu, khiến cho xung quanh bách tính dân chúng lầm than, ai, chỉ có thể dựa vào cấm hải ức chế. Nói tới đây, chu nguyên chương dừng một chút trên mặt hắn hiện ra vẻ thương cảm nói ai ta không nói với ngươi những thứ này có phụ hoàng ở đây bọn họ cũng không lật trời được chỉ là có một việc ta thật sự không có biện pháp mấy ngày nay bệnh của mẹ ngươi càng lúc càng nặng bà ấy cũng rất nhớ cậu trước kia bà ấy rất thương cậu có cái gì ăn ngon tóc chúng ta đều ăn không được nhưng bà ấy bây giờ già rồi nguyện vọng duy nhất chính là trước khi đi cùng cậu gặp mặt một lần khóe mắt chu nguyên chương đỏ lên hắn vỗ trứng vàng thật mạnh mang theo vài phần tức giận nói tiểu tử thối nhà ngươi rốt cuộc đi nơi nào đang làm gì mẹ ngươi nếu đi không an tâm lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi lạch cạch nước mắt từ trên gò má già nua mệt mỏi của hắn rơi xuống nhỏ trên phiến đá mật thất chu nguyên chương kinh ngạc nhìn quả trứng trồng màu vàng trước mặt mình vẫn không có nửa điểm động tĩnh và phản ứng như thường ngày ai Chu Nguyên Chương thở dài một hơi, nguyên bản thẳng tắp sống lưng tại trong nháy mắt này phản phất đều còng xuống vài phần. Quả nhiên, vẫn thất bại. Qua nhiều năm như vậy hắn vẫn không muốn tiếp nhận sự thật, còn ông một tia kỳ vọng. Nhưng hiện tại có thể xác định, Hằng Nhi hắn thật sự vì cứu mình mà hy sinh trong trận huyết chiến ở Hồ Thái Dương. Hắn thật sự chính là thiên hỏa thánh chủ đến nhân gian báo ân, giờ phút này báo ân kết thúc cũng đã trở về trên trời. Chu Nguyên Chương đau lòng, nếu lúc trước mình mạnh hơn một chút, hà tất phải ép nhi tử hy sinh chính mình. Bất quá nếu hết thảy đều đã phát sinh, hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, ông lấy trứng rồng màu vàng, nghĩ cầm trứng rồng này đi cho mã hoàng hậu xem, cũng có thể làm cho trong lòng của nàng hơi dễ chịu một chút. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc. Trứng rồng màu vàng thế nhưng vỡ vụn ra, không đợi Chu Nguyên Chương kịp phản ứng, một thân ảnh có sừng rồng từ trong trứng rồng bò ra. Chu Nguyên Chương bị một màn trước mắt làm cho trận mắt khá hốc mồm, cả người run rẩy, kích động nhìn thân ảnh trứng rồng ấp trứng trong lòng. Đây là Chương không năm Ác ma tiểu long Giáng sinh, 12 phù chú Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong mật thất, lưu quan kim sắc chuyển động Trứng rồng hoàn toàn vỡ nát, từ đó bò ra là một tiểu lô ly phấn điêu ngọc mại Tiểu lô ly mặc màu đỏ yếm nhỏ, tuổi thoạt nhìn ước chừng 5 tuổi tả hữu, nạn có một đầu dài mà cuốn màu đen mái tóc, tròn tròn trong đôi mắt to rất là trong suốt, phấn phấn đô đô gương mặt lộ ra một tia ngây thơ đáng yêu. Cái mũi nhỏ vẫn lên càng lộ vẻ dí dỏm, đôi môi đầy đặn dưới ánh sáng thần dị chiếu rọi lấp lánh. Mà làm người khác chú ý nhất, chính là tiểu lô ly đỉnh đầu kia hai cái nho nhỏ sừng rồng, để cho nạn ở bề ngoài non nớt bên trong lại nhiều hơn vài phần cao quý, bất phàm. Chu Nguyên Chương nhìn tiểu lô ly trong lòng mình, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Trong tối tâm hắn có một loại cảm giác mông lung, giống như là huyết mạch tương liên. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Chương trừng to mắt, sợ ngây người. Có huyết mạch của mình. Chẳng lẽ là con mình sau khi sử dụng bí thuật cắn trả? Niết bàn trọng sinh. Nhưng vì sao? Biến thành con gái rồi. Quên đi. Nữ hoa thì nữ hoa, trở về là được. Chu Nguyên Chương điều chỉnh lại cảm xúc, vừa định nói chuyện. Tiểu Lô Ly ánh mắt trong suốt nhưng là nhìn về phía Chu Nguyên Chương, thịt đô đô trên khuôn mặt hiện lên một vòng hồn nhiên vui sướng, sau đó giọng nói trẻ con hô. Gia! Gia gia! Lời này vừa nói ra, Chu Nguyên Chương cả người trực tiếp khiếp sợ không thôi, sững sờ tại chỗ. Cái này! Tiểu nữ oa ấp trứng rồng này lại là cháu gái của mình như vậy con dâu của mình lại đi nơi nào? Chu Nguyên Chương cũng thấy được cháu gái trên đỉnh đầu mọc ra kia hai cái phấn nộn sừng rồng, thầm nghĩ chẳng lẽ con dâu của mình cũng là một đầu rồng. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Chương trực tiếp bối rối, nhưng trong lòng lại tin hơn phân nữa. Bởi vì trong cuộc chiến Hồ Thái Dương, con trai của mình chính là hóa thân nửa người nửa rồng, tiêu diệt 60 vạn đại quân của Trần Hữu Lượng. Dị tượng như thế, cũng không phải phàm nhân bình thường có thể có được mà đúng lúc này tiểu lô ly phản phất đối với thế giới này rất là cảm thấy hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tay phấn nộn tiểu thân thể vặn vẹo liền trực tiếp tránh thoát chu nguyên chương ôm ấp lần này để cho chu nguyên chương nhất thời cảm thấy trên tay nhẹ nhàng sợ tới mức hắn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại hắn vội vàng đưa tay đón lấy sợ cháu gái bảo bối của mình ngã xuống nhưng tay hắn mới vươn lên không trung liền trực tiếp đình trệ không phải không kịp tiếp được mà là sự thật trước mắt lại một lần nữa làm cho hắn sợ ngây người. Chỉ thấy tiểu lô ly trực tiếp liền phiêu phù trên không trung, lăng không mà đứng. Giống như bản năng bẩm sinh, tùy ý du đảng. Bay. Bay lên rồi. Chu Nguyên Chương khiếp sợ vô cùng. Phải biết rằng thế giới này mặc dù cũng có võ đạo, khinh công các loại tồn tại, nhưng là đỉnh cấp cường giả cũng bất quá lấy một đương trăm, nhảy lên cao ba trượng, nhưng đối mặt quân trận vây dết, cũng chỉ có thể nuốt hận. Đây đã xem như đương thời tông sư, nhưng là đối mặt tiểu lô ly lăng không hư độ, hoàn toàn chính là rác rưởi. Đây đã là tiên thần thuật. Hi hi. Tiểu lô ly tiếp tục ở trong gian mật thất này bay múa, lên xuống, tốc độ của nàng cực nhanh, thân thể nhỏ nhắn thoạt nhìn thập phần linh hoạt, nhanh nhẹn. Nhìn trước mắt cháu gái mình bởi vì tốc độ quá nhanh mà lưu lại đạo hư ảnh kia, chu nguyên chương không khỏi liếu lưỡi loại tốc độ khủng bố này cho dù là thống lĩnh trong cẩm y vệ cũng không bằng hoàn toàn chính là huỳnh hỏa chi quan cùng mặt trời chênh lệch chu nguyên chương vui mừng khiếp sợ rất nhiều sợ tiểu tôn nữ vừa ra đời của mình bị thương thừa dịp nàng thoáng dừng lại vội vàng tiến lên ông nàng vào trong lòng bị da da cẩn thận mà ông tiểu lô ly cũng rất là vui vẻ thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn con mắt đều hiếp thành hai vịnh nguyệt nha khóe miệng hơi công lộ ra hai viên đáng yêu tiểu hổ nha gia gia tốt tốt thật tốt a à. chu nguyên chương liền nói ba chữ tốt hắn nhìn cháu gái trong lòng cũng cảm nhận được tình thân đã lâu không gặp trong lòng của hắn vô cùng kích động nhi tử mất tích kia tồn động ròng rã hai mươi năm cảm xúc tại giờ khắc này rốt cục là bộc phát ra hắn cả người thân thể cũng không khỏi khẽ run rẩy hai hàng lệ nóng theo khóe mắt chảy xuống nhìn chu nguyên chương giờ phút này lệ rơi đầy mặt bộ dáng tiểu lô ly tự hồ căn bản không giống nàng cái tuổi này bình thường, lập tức thật giống như phát hiện bình thường. Nàng vậy mà nũng nịu mở miệng an ủi nói. Ông nội, không khóc không khóc, khổ sở bay đi rồi. Nghe được tiểu tử này nói, trong lòng chu Nguyên Chương rất là cảm động. chu Hằng rời đi mang đến cho hắn đã kích thật sự là quá lớn, vừa rồi nội tâm của hắn thật sự là kéo căng không được, lúc này tâm tình mới sụp đổ. Thiên hạ này cũng chỉ có ba người chu Hằng, Mã Hoàng Hậu, Chu Tiêu có thể làm cho lòng hắn dao động như thế. Đổi lại thời điểm còn lại, Chu Nguyên chương thân là Hoàng đế chí cao của Đại Minh, đó chính là Thái Sơn sụp đổ phía trước mà sắc không thay đổi, Hoàng Hà Quyết ở đỉnh mà mặt không sợ hãi. Ha ha ha, Gia Gia không khổ sở, Gia Gia nhìn thấy cháu gái tốt, vui vẻ còn không kịp đâu. Chu Nguyên Chương lau đi nước mắt trong hai mắt, lớn tiếng cười nói. Nhưng hắn cũng không quên chính sự lần này của mình, vội vàng nhìn cháu gái nhỏ của mình hỏi. Con biết cha con ở đâu? Lời này vừa nói ra, tiểu lô ly cắn ngón tay, thần sắc buồn rầu, tự hồ là đang nghiêm túc suy tư. Một lát sau, nàng nói. Phụ thân hẳn là dung hợp tám đại ma khí trong ám ảnh vương quốc. Vương quốc bóng tối. Sự vật chưa bao giờ nghe nói này vang vọng thật lâu trong đầu Chu Nguyên Chương, mặc cho hắn nghĩ nát óc cũng không biết trên đời hiện nay lại còn có một nơi gọi là ám ảnh quốc gia như vậy. Phải biết rằng năng lực điều tra, tình báo của cẩm y vệ, thiên hạ này hầu như không có bí mật gì có thể che giấu. Xem ra ám ảnh quốc gia này tất nhiên là một tồn tại thập phần thần bí, không muốn người khác biết. Chẳng lẽ là biệt danh của tiên cung? Vậy bác đại ma khí là gì? Chu Nguyên Chương khẽ vuốt cầm, tiếp tục hỏi vậy ngươi có biết cha ngươi đi cái này ám ảnh quốc gia ở nơi nào hay không? Không biết. Tiểu Lô Ly ngượng ngùng lắc đầu. Nghe được câu trả lời không ngoài dự liệu này, Chu Nguyên Chương cũng rất thất vọng. Nhưng là hắn giờ phút này tâm tình cũng đã so với ban đầu tốt hơn nhiều lắm, bởi vì ít nhất bây giờ chính mình cháu gái nhỏ ngay tại trước mắt. Còn có thể cứu bà nội không, bây giờ bà bệnh nặng nằm trên giường rồi. Chu Nguyên Chương mang theo vài phần tâm tính thử hỏi cháu gái nhỏ của mình. Cái này. Chữa bệnh ta cũng không biết. Tiểu Lô Li mất mát cúi đầu, hơi ấy nấy nói. Nghe nói như thế, trong lòng Chu Nguyên Chương hoàn toàn tuyệt vọng, tới mật thất này hắn muốn tìm chính là một tia hy vọng cuối cùng, ai ngờ ngay cả cháu gái thần dị phi phạm đối với loại bệnh ác này cũng không có cách nào. Hắn bi thương rất nhiều, dư quan thấy được tiểu tôn nữ trên mặt loại kia ấy nấy, trong lòng của hắn lập tức sông lên một loại thật sâu ấy nấy. Đúng vậy, nàng mới nhỏ như vậy, cũng không phải nàng dẫn đến, mình sao có thể để cho nàng gánh vác những thứ này. Chu Nguyên Chương lập tức thay đổi vẻ mặt, vội vàng dỗ danh. Không có việc gì, không có việc gì, là ông nội bệnh cấp loạn đầu y, đi, ông nội dẫn con đi thăm bà nội. Mà trong ngực tiểu lô ly nhưng là ngậm miệng không nói, cặp kia sáng ngời trong con người lóe ra hào quang, như là đang suy tư cái gì. Chu Nguyên Chương thấy cháu gái không có phản ứng, trong lòng càng sốt ruột, tự trách, vừa định tiếp tục nói chuyện. Tiểu Lô Ly dành mở miệng trước nói. Gia Gia, ta là không biết chữa bệnh, nhưng là phụ thân mã phù chú có thể. PS Cầu sưu tầm Cầu vé tháng Cầu hoa tươi Cầu phiếu đánh giá Chương 06 Đạp không mà đi, trời sinh long chủng, cầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiểu lô ly này đột nhiên tới một câu nói, để cho chung Nguyên Chương thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, nhìn không được phun tạo nói. Nói như thế nào nói đến một nửa, còn chưa nói xong đâu. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều chính là tình cảm kinh hỉ những lời này của cháu gái làm cho hắn thấy được một tia hy vọng cứu chữa bệnh ác của thê tử mình. Hắn vội vàng hỏi. Ngươi vừa rồi nói phù chú ngựa, là vật gì? Tiểu Lô Liên nghiêm túc nói ra. Mã phù chú là phụ thân 12 phù chú một trong, công hiệu có thể chữa khỏi bách bệnh. Chữa bách bệnh. Nghe được lời này của cháu gái, trong lòng Chu Nguyên Chương lại càng khiếp sợ. Thế gian này thật sự có thần vật như vậy. Phải biết rằng cho dù là thần y hoa đà cũng không dám phóng cùng ngôn này trị liệu bách bệnh. Nhưng nghĩ đến có liên quan đến nhi tử của mình giống như thiên hàng thánh chủ, trong lòng Chu Nguyên Chương cũng có chút không thể hoài nghi. Dù sao nhi tử của mình, nhưng là có thể một người tiêu diệt mấy chục vạn đại quân, có được chữa khỏi bệnh tật phù chú, tự hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. Hắn vừa định hỏi mã phù chú kia ở đâu, làm sao có thể lấy được, đã thấy tiểu tôn nữ lại một lần nữa trôi nổi trên không trung, thân hình chật lóe, bay ra khỏi mật thất. Bên ngoài mật thất mau tương và cẩm y vệ cao thủ chỉ cảm thấy bên người có một đạo gió thổi qua thống lĩnh, vừa rồi có phải có thứ gì đó đi qua hay không? Một cẩm y vệ nhìn Mao Tương, thần sắc có chút hoảng sợ. Hình như là một đứa trẻ. Một gã cẩm y vệ khác không xác định lắm, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn. Những đứa trẻ biết bay. Đó không phải là ma sao. Mao Tương trong lòng vạn phần khiếp sợ, giữa mọi người cũng chỉ có hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia, hắn rung giọng nói. Tự hồ tự hồ là một tiểu cô nương. Từ sau khi hắn lên làm thống lĩnh cẩm y vệ, đến nay còn chưa từng gặp qua thân pháp khủng bố quỷ dị như thế. Nghĩ tới đây, trên trán mau tương lộ vẻ mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ, nếu đối phương có ác ý với mình, mình căn bản không hề có sức phản kháng. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, phải biết rằng Chu Nguyên Chương vẫn còn ở trong mật thất này. Chẳng lẽ vừa rồi tiểu cô nương kia là một gã thích khách? Ý nghĩ vừa xuất hiện, sắc mặt của hắn lúc này trở nên trắng bệch như tờ giấy, hắn vội vàng hô. Mau mau hộ giá. Vài tên cẩm y vệ vừa mới chuẩn bị xong vào trong mật thất, lại thấy Chu Nguyên Chương đẩy cửa ra, vô cùng lo lắng đi ra. Chu Nguyên Chương nhìn bộ dáng ngay người của mấy người, trong lòng tức giận không chỗ phát tiết. Hắn lúc này giận dữ hét lên. Con mẹ nó, các ngươi còn không mau đuổi theo cho ta, nếu là nàng rụng căng tóc, toàn bộ tru tam tộc. Tuân lệnh. Một đám cẩm y vệ bị tiếng trống này dọa đến lúng cuốn tay chân, muốn đuổi theo, nhưng lại không biết tiểu cô nương đi về hướng nào. Ở bên kia. Vẫn là Mao Tương trước hết phản ứng lại, đã sớm nhớ kỹ tiểu cô nương rời đi phương hướng, trực tiếp vài bước bước ra nhanh chóng hướng vừa rồi đạo tiểu cô nương kia thân ảnh đuổi theo tới. Hắn cũng không biết phía trước có cái gì đang chờ đợi mình, nhưng nghe theo mệnh lệnh của Chu Nguyên Chương là tính điều thứ nhất hắn khắc vào trong xương, vô luận sinh tử. Bên kia, các hoàng tử Chu Tiêu, Chu Lệ cùng với một đám đại thần còn đang lo lắng chờ đợi. Tất cả mọi người không hiểu hành động quái dị vừa rồi của Chu Nguyên Chương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồ Duy Dung hai mắt hiếp lại, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Hiện giờ thân là tể tướng Đại Minh, hắn đã là thân phận dưới một người trên vạn người, nắm giữ quyền thế ngập trời. Nhưng nội tâm của hắn vẫn không thỏa mãn, trong lòng vẫn tiếp tục mở rộng quyền lực của mình. Sau khi nếm được tư vị quyền thế, trong lòng hắn đã sinh ra dục vọng đối với hoàng quyền chí cao kia. Khi ánh mắt Hồ Duy Dung đảo qua đám người chu tiêu, chu lệ, trong ánh mắt hiện lên một tia hài hước, miệt thị. Dựa vào cái gì lão chu một cái chân đất có thể làm hoàng đế đại minh, mà mình lại không được. Chỉ cần đợi đến khi mã hoàng hậu chết bệnh, khi đó lão chu tất nhiên gặp phải đà kích cực lớn, không có lòng dạ triều chính đó chính là cơ hội mình hoàn toàn khống chế triều chính đại minh. Nghĩ tới đây, giả tâm của Hồ Duy Dung lại một lần nữa bành trướng. Anh ấy, muốn quyền khuynh thiên hạ. Ngay khi hắn ngưng thần suy tư, một giọng nói trẻ con đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Đại thúc phía trước, ngươi cản được ta, nhường đường. Hồ Duy Dung nghe nói như thế, quay đầu lại thấy được một tiểu nữ hoa ước chừng 5 tuổi, phấn điêu ngọc trác đang hướng về phía mình nói chuyện, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn thân là đại minh đường đường tể tướng, coi như là thái tử cùng rất nhiều hoàng tử nhìn thấy mình đều muốn lễ ngộ, cái này chính là bốn năm tuổi nữ oa nhi thật sự là lớn mật. Có thể nói là thật sự cung vọng. Nhưng lúc này hắn cũng không biết nữ oa nhi thân phận, tại này hoàng cung đại viện bên trong hắn cũng không có tùy ý phát tác, bởi vì này rất có thể là một vị tiểu công chúa. Trước mắt còn chưa tới lúc trở mặt với lão Chu gia, cho nên hắn cũng không có khả năng muốn làm gì thì làm. Hồ Duy Dung nhíu mày suy tư, nhưng lại không nghĩ tới một vị công chúa có thể đối đầu với nữ oa nhi ở tuổi này. Hắn liếc mắt nhìn đám người Chu Tiêu, Chu Lệ, Chu Trinh, cũng phát hiện trong ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ khó hiểu, nghi hoặc, tự hồ cũng không nhận ra tiểu oa nhi này. Thấy vậy, trong lòng Hồ Duy Dung không khỏi cười lạnh. Đã xác định đây không phải hoàng tử hoặc là hoàng tôn, bằng không hoàng tử không biết có thể lý giải, thái tử không thể không biết cũng không biết là đại thần nào to gan lại dám vào lúc này đem nữ quyến mang vào trong hoàng cung nếu không có giáo dưỡng như vậy về sau cũng không cần dạy hồ duy dung sắc mặt đạm mạc đối với tiểu lô ly lạnh giọng quát lớn lớn mật hoàng hậu bệnh nặng tiểu hài tử này còn dám ồn ào ầm ĩ nếu quấy nhiễu hoàng hậu làm sao bây giờ người đâu bắt nàng vô luận là con của đại thần nào hắn chuẩn bị bắt lại trước rồi nói sau nếu như là kẻ thù chính trị vậy thì mượn cơ hội giết, đã kích đối thủ. Nếu như là người một nhà vậy thì thả mua lòng người, về phần trung gian, phái thì bán nhân tình, lôi kéo một đợt. Lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm. Có thể nói là thủ đoạn chính trị cao siêu. Nói xong, mấy cái muốn tại đương triều tể tướng trước mặt biểu hiện một chút thì vệ, lập tức hướng về tiểu lô ly vây lại. Chu tiêu thấy vậy khẽ nhíu mày, trong lòng hắn cũng nhân từ, khoan hậu như mã hoàng hậu. Nhìn thấy một đám quân sĩ lại muốn động thủ với một tiểu cô nương chừng năm tuổi, hắn cũng sinh lòng không vui. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, tuy rằng mình chưa từng gặp qua cái này tiểu lô ly, nhưng là nhìn nàng nhưng có một loại không hiểu cảm giác, cảm thấy hết sức thân thiết. Chu Tiêu thản nhiên nhìn Hồ Duy Dung một cái, mở miệng nói. Chậm. Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, chỉ thấy kia nhỏ nhắn đáng yêu tiểu lô ly trong mắt đột nhiên tràn ngập hồng quang, một cổ kinh thiên khí tức khủng bố nhất thời bộc phát. Bang bang bang! Mấy thị vệ vây quanh lúc này bị đánh bay, không ngoại lệ đều bị hung hăng ném bay ra ngoài, nặng nề nện trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Một màn kinh hải này làm cho tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Ai cũng không thể tưởng tượng một tiểu hài tử như vậy lại có lực lượng khủng bố như thế. Hồng quang kia, lại là pháp thuật quỷ gì gì điều này điều này sao có thể hồ duy dung trừng lớn hai mắt thần sắc vô cùng kinh hãi trong lòng hắn vạn phần khiếp sợ một loại cảm xúc sợ hãi khó hiểu lan tràn trong lòng sinh mệnh của mình không do mình nắm trong tay khoảng cách gần như vậy nếu là cái này thần bí tiểu lô ly giờ phút này đột nhiên bạo tẩu cho dù là hắn cũng phải chịu không nổi đi con ngươi hắn vừa xoay chuyển vừa lui về phía sau vừa la lớn. Đây là yêu nữ, bảo vệ hoàng. Lời còn chưa dứt đã bị tiếng gào thét xa xa của Chu Nguyên Chương cắt đứt. Ngươi là cái thá gì mà dám gọi nàng là yêu nữ? Chương 7. Hồ Duy Dung sợ hãi, thánh chủ muốn trở về. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn về phía âm thanh, Chu Nguyên Chương đang long hành hổ bộ đi tới. Thần sắc hắn lạnh như băng toàn thân tản mát ra một cổ sát khí đáng sợ như rơi xuống vực sâu lạnh như băng. Hắn dừng chân nhìn lướt qua một vòng người ở đây, khí tràn cường đại, uy nghiêm của đế hoàng bao phủ tất cả mọi người ở đây, khí tức tử vong hàng lâm, mỗi người đều cảm nhận được áp lực và sợ hãi cực lớn. Đế hoàng giận dữ, phục thi trăm vạn, cho tới bây giờ cũng không phải là một câu nói đùa, sinh tử có đôi khi thật cũng chỉ trong một ý niệm. Nhất là chu nguyên chương từ thi sơn huyết hải dết ra, càng là sát khí ngút trời. Tham kiến bệ hạ. Mà giờ phút này Hồ Duy Dung càng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Không chỉ có là bởi vì, lúc này hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, căn bản cũng không có cùng Chu Nguyên Chương đối kháng thực lực. Càng là đi theo Chu Nguyên Chương khởi binh hắn, hiểu rõ trước mặt người này có bao nhiêu khủng bố. Chân Long Thiên Tử chân chính. Để hoàn quyết đoán sát phạt. Đối mặt với Chu Nguyên Chương, hắn chỉ có thể cúi đầu thật sâu, cung kính đứng, không dám đối mặt với ánh mắt lạnh như băng kia. Vương bác đảng Chu Nguyên Chương vốn chạy vội, tâm tình khó chịu, sau đó lại thấy Hồ Duy Dung muốn động thủ với cháu gái bảo bối của hắn. Điều này làm sao có thể nhẫn? Chu Nguyên Chương trực tiếp một cước đá vào trên người Hồ Duy Dung, làm cho chó ăn cứt, ánh mắt lạnh như băng quét qua đại thần bốn phía, không ai dám đối diện với hắn. Nếu như không phải bởi vì rễ hồ duy dung quá sâu, Chu Nguyên Chương hiện tại đã kéo xuống chém. Nhưng là làm một cái lý trí đến cực hạn đế hoàng, Chu Nguyên Chương không có làm như vậy, bởi vì một khi thao tác sai lầm, tân sinh đại minh đế quốc cũng sẽ rung chuyển. Bất quá cũng không có việc gì, dù sao qua một thời gian ngắn cũng phải thanh toán một chút. Dù sao lá gan của người này cũng càng lúc càng lớn, đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Chương nhìn về phía cháu gái bảo bối, ánh mắt vừa mới rơi xuống trên người tiểu lô ly, sát ý lạnh như băng cùng uy nghiêm đế hoàng trong nháy mắt biến mất không thấy, lập tức trở nên dị thường hòa ái, hiền lành. Hắn nhìn tiểu lô ly lan tràn sủng ái, khẽ cười nói. Ngươi chạy nhanh như vậy, gia gia cũng theo không kịp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây người. Cái gì? Ông nội. Hồ Duy Dung trong nháy mắt mơ hồ, vừa rồi đụng vào tiểu nữ hoa này lại là cháu gái của lão chu không ngờ thật sự là hoàng thiên quý tộc nghĩ tới đây mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy ròng trong lòng hắn may mắn chính mình vừa rồi không có làm ra cái gì hành động khác người bằng không dựa theo tính tình chu nguyên chương không thể không đem chính mình quốc gia lột gân xử tử các đại thần còn lại ở đây cũng đều bối rối bệ hạ khi nào thì có một cháu gái trong đó rất nhiều vị đại thần nhau nhau đem ánh mắt nghi hoặc hướng về phía các hoàng tử như Chu Tiêu, Chu Ngao, Chu Lệ. Mà một biến khác các hoàng tử cũng tất cả đều sợ ngây người. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, vẻ mặt Chu Tiêu cũng mơ hồ, mình chỉ có con trai, căn bản còn chưa có con gái. Phụ hoàng này khi nào có thêm một đứa cháu gái đi ra, chính mình dĩ nhiên một chút tin tức cũng không biết, tiểu nữ hoa này đến tột cùng là con của ai. Trong lòng hắn cũng là nghi hoặc, rất tò mò không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tam đệ chu ngao cùng ngũ đệ chu ngao ý tứ trong ánh mắt chu tiêu rất rõ ràng chính là đang hỏi cô bé này có phải là của hai người bọn họ hay không dựa theo tuổi tác cũng chỉ có hai người bọn họ là thích hợp nhất nhưng ngoài dự liệu của chu tiêu chính là chu ngao và chu ngao đều lắc đầu ý bảo đứa nhỏ không phải của hai người bọn họ trong ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu cái này chẳng lẽ là của tứ đệ chu tiêu nhận được kết quả này rõ ràng sửng sốt một chút sau đó trong ánh mắt mang theo một tia khó có thể tin nhìn về phía tứ đệ chu lệ của mình chẳng lẽ chu lệ hắn gạt một đám huynh đệ đều đã len lén sinh con hơn nữa gửi nuôi ở trong hoàng cung này tiểu tử ngươi giấu rất sâu a à? không sợ bị em dâu từ diệu vân biết sao quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi thích chơi a à? chu lệ cảm nhận được ánh mắt của đại ca mình trong lòng hắn cũng mơ hồ hắn vội vàng lắc đầu Ý bảo nữ oa này cũng không phải là của mình. Chính mình ngay cả thị thiếp cũng không có, chỉ có một thê tử từ Diệu Vân. Nếu bị cô hiểu lầm, với tính tình của cô, không được trở mặt với mình. Hơn nữa mình cũng chỉ có ba đứa con trai, cũng muốn có một đứa con gái. Tiểu nha đầu trước mắt này, thật đúng là đáng yêu a. À. Không ngờ cũng không phải yến vương. Nhìn thấy chu lệ bộ dáng như vậy, còn lại hoàng tử tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn họ thật sự không tưởng tượng được trước mắt này tiểu lô ly thân thế lai lịch chẳng lẽ còn có những hoàng tử nghi hoặc khác chẳng lẽ là phụ hoàng càng già càng dẻo dai a à? lúc này trong lòng chu tiêu vắt óc suy nghĩ đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ lớn mật hồ nghi nhìn về phía chu nguyên chương chính mình đám huynh đệ này ai cũng không có sinh con cũng không có nghe nói nhiều cái con riêng như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng cái này tiểu nữ qua rõ ràng chính là chu nguyên chương con riêng về phần nguyên nhân, đoán chừng là sợ kích thích đến mẫu hậu bệnh nặng. Bởi vậy, liền giải thích thông suốt. Hừ. Chu Nguyên Chương nhận ra ánh mắt khác thường của Chu Tiêu, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ở trong mắt bọn họ, chẳng lẽ lão Chu chính là loại người như vậy? Buồn cười, hắn thu nạp phi lúc nào cần che che giấu giấu. Hắn cho dù chết khác, chết đói, nhảy từ trên tường ứng thiên thành xuống, cũng sẽ không sợ vợ mình hắn cũng lười cùng chính mình này mấy cái hồ đồ nhi tử làm giải thích, trực tiếp liền ông lấy tiểu lô ly đi vào trong đại điện. Tất cả mọi người đều sững sờ đứng ở ngoài điện, nhìn tiểu lô ly trong lòng chu nguyên chương, trong lòng không ngừng suy đoán lai lịch nữ hoa. Nhưng ngay lúc này, đám người phía trước nhất từ đạt, hắn kia nguyên bản thả lỏng thân thể nhưng là nháy mắt đánh thẳng sóng lưng, một đôi hổ đồng mãnh liệt co trục lại. Cái này, chẳng lẽ là nguyên bản hắn đối với cháu gái Chu Nguyên Chương cũng không có hứng thú, nhưng ngay tại trong mắt vừa mới tùy ý quét mắt kia. Hắn rõ ràng thấy được cái kia tiểu nữ hoa tráng bị tóc đen che đậy, như phỉ thúy non nớt sừng rồng. Người làm sao mọc ra sừng rồng? Rồng. Chẳng lẽ là vì kia? Từ đạt mắt hỗ trận tròn, trong đó lộ vẻ kinh hỉ. Hiện giờ đại minh nhìn như thực lực cường thịnh, bốn phương ổn định, trên thực tế dòng nước ngầm này lại bắt đầu khởi động, nguy cơ tứ phía hơn nữa công thần tập đoàn khuếch trương đã uy hiếp đến hoàng quyền mâu thuẫn càng lúc càng lớn nhưng nếu là vị kia trở về như vậy hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng long đây là một tôn long nữ đồng dạng nhìn thấy còn có lâm ngọc nhìn không được kinh hô nhưng là bởi vì quá mức khiếp sợ dẫn đến ngắn ngủi thất thanh cháu gái long giác tất cả thông tin này đều hướng về cùng một người trong ánh mắt của hắn hiện lên một loại sợ hãi cực hạn, trong lòng thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ là người kia đã trở lại? Chương 08. Mã hoàng hậu bệnh tình nguy kịch, bùa chú ngựa thần uy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chu Nguyên Chương ông cháu gái bảo bối đi thẳng vào trong Không Ninh cung. Lúc này Mã hoàng hậu đã bị căn bệnh này tra tấn đến thập phần suy yếu, hấp hối. Lần này nhìn thấy Chu Nguyên Chương đột nhiên lại vội vã chạy trở về, còn mang theo một tiểu lô ly phấn điêu ngọc mại rất là linh động đáng yêu trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái gấp bội hơn nữa cái này tiểu lô ly mã hoàng hậu vẽn vẹn là coi trọng trong lòng liền cảm thấy rất là thân thiết giống như là chí thân bình thường mã hoàng hậu dựa vào trên giường trực tiếp quay đầu tức giận nói hảo ngươi cái chu trọng bác ngươi đây là có ý gì trong giọng nói mang theo vài phần ngạo kiều có thể nghe được sự ghen tuông của cô hành động này của mã hoàng hậu kỳ thực cũng không phải là ghen ngược lại trong lòng nàng thậm chí còn có vài phần cao hứng lúc này có thể có người khác làm bạn với trọng bác hơn nữa còn mang đến cho hắn chí thân làm bạn trong mắt nàng chính là tốt nhất nàng cũng có thể yên tâm rời đi vừa rồi nói như vậy chỉ là muốn hòa hoãn áp lực không khí nặng nề lúc ly biệt mà thôi nghe nói như thế chu nguyên chương có thể nói là so với đậu nga còn oan uổng hơn trên mặt của hắn hiện ra vẻ sốt ruột vội vàng giải thích mùi tử ngươi nghĩ gì vậy đây là con gái của hằng nhi cái gì con gái hằng nhi hắn đã trở lại mã hoàng hậu nghe nói như thế trên mặt hiện ra vẻ kinh hỷ vô hạn trực tiếp chống đỡ ốm đau ngồi dậy thò đầu nhìn ra bên ngoài chu nguyên chương thấy nàng kích động như vậy vội vàng tiến lên đỡ lấy tiếp tục giải thích ai nha ngươi đừng kích động nghe ta từ từ nói cho ngươi sau trận chiến ở Hồ Bà Dương, trước khi rời đi Hằng Nhi đã để lại một quả trứng rồng màu vàng trong cung. Trứng này ước chừng ấp trứng 20 năm, hôm nay cháu gái nhỏ của ngươi vừa mới xuất thế. Nói tới đây, Chu Nguyên Chương cũng không khỏi tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Mã Hoàng hậu nghe xong những lời này, trong đôi mắt suy yếu không ánh sáng kia hiện lên một tia mất mát, nhưng lập tức cũng liền biến mất không thấy. Nàng nhìn tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác này rất đáng yêu, tuy rằng nàng sinh ra rất kỳ dị, nhưng cũng rõ ràng có thể cảm nhận được quan hệ huyết mạch tương liên. Có một loại cảm giác đau lòng xông lên trong lòng mã hoàng hậu, nàng nhìn tiểu lô ly nhìn không được nhắc tới. Hằng nhi cũng thật sự là quá kỳ cục, dĩ nhiên đem một mình ngươi còn ở trong cung không quan tâm. Tuy rằng nhắc tới như vậy, nhưng trên khuôn mặt của nàng lại mang theo một nụ cười, đưa tay muốn vuốt ve tiểu nha đầu đáng yêu này. Nhưng ngay lúc này, Tiểu Lô Ly đối mặt với sự quan tâm của bà nội, vẻ mặt nghiêm túc phản bác. Bà nội, bà nói không đúng, phụ thân đại nhân là phụ thân tốt nhất trên thế giới này, ông ấy luôn thông qua mộng cảnh tiên cung dạy dỗ bản thân, không bỏ mặt con. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Lô Ly mở tay ra, tỏ vẻ phụ thân yêu thật nhiều thật nhiều, hoàn toàn là một bộ tiểu mê muội, hộ cha cùng ma bộ dáng, có chút đáng yêu. Làm cho Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng Hậu cũng không nhịn được bật cười thật sự là một nha đầu đáng yêu. Được được được, không nói nữa. Mã hoàng hậu cũng cười nói theo ý của tiểu nha đầu. Nhưng ngay lúc này, mã hoàng hậu sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cả người thân thể khẽ rung lên, vừa mới ngồi thẳng thân thể liền trực tiếp hướng về phía sau ngửa mặt ngã xuống. Một màn này, làm cho người ở đây ngoại trừ tiểu lô ly ra đều quá sợ hãi. Chu Nguyên Chương nhìn càng là nhớ rõ dậm chân thẳng, nhưng giờ này khắc này hắn cũng không có một chút xíu biện pháp dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể nhìn về phía một bên thái y mà lúc này thái y nhìn thấy bộ dáng mã hoàng hậu lại càng sợ hãi thất sắc thái y lớn tuổi kia vội vàng tiến lên điều tra tình huống sau khi thăm dò mạch sắc mặt cả người lúc này đột nhiên biến đổi thần sắc hoảng hốt phu phu vị này đại minh hoàng cung trong y thuật tinh xảo nhất thái y trực tiếp liền quỳ gối ở giường trước hắn nhìn trước người chu nguyên chương không khỏi rung giọng nói bệ hạ bệ hạ hoàng hậu nàng tâm khí tản khả năng khả năng muốn tiên đi nguyên bản dược vật của bọn họ trợ giúp mã hoàng hậu thở dài một hơi chỉ có thể kéo dài hơi tàn tận lực để cho nàng sống lâu một đoạn thời gian nhưng vừa rồi mã hoàng hậu nghe được tin tức của nhị hoàng tử chu hằng kinh hỉ thêm thất vọng cảm xúc dao động kịch liệt làm cho khẩu khí trong ngực tan đi chỉ là một lát công phu người liền muốn không được mà các thái y cũng đều biết chuyện cho tới bây giờ mạng của mã hoàng hậu cho dù là hoa đà trên đời cũng khó cứu mấy vị thái y đều cúi đầu thật sâu không dám ngẩng đầu nhìn chu nguyên chương một đám phế vật đồ vật hoàng hậu nếu là xảy ra chuyện ta muốn mấy người các ngươi đều cho nàng chôn cùng chu nguyên chương nổi giận nhìn mấy thái y trong ánh mắt lộ vẻ lạnh như băng sát ý vi thần cũng đã cố hết sức bệ hạ thứ tội a à. bệ hạ tha mạng bệ hạ tha mạng mấy thái y điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ trong lòng càng sợ hãi đến cực điểm mà ngay tại mọi người bối rối hết sức tiểu lô ly nhưng là không chút hoang mang lấy ra một cái khắc họa mã đồ án hòn đá nhỏ đặt ở mã hoàng hậu lòng bàn tay mấy vị thái y thấy một màn như vậy ngoài sợ hãi trong lòng cũng thở dài tiểu hài tử quả nhiên là thiên chân vô tà không hiểu sinh tử ly biệt chân chính vô ưu vô lượng như vậy bộ dáng ngây thơ vui vẻ thật sự làm cho bọn họ hâm mộ vô cùng dù sao bọn họ hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn nhưng ngay lúc này khối mã phù chú trong tay mã hoàng hậu đột nhiên rung động tiếp theo lại đột nhiên bộc phát ra quan huy kỳ dị lóng lánh ánh sáng màu trắng tỏa ra trên phù chú trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể mã hoàng hậu ts một ngày mới cầu sưu tầm cầu vé tháng cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá chương không khởi tử hồi sinh chu nguyên chương điên rồi bạn đang nghe tại truyện chấm audio cùng với ánh sáng rực rỡ của sự sống màu trắng trên phù chú ngựa một cổ khí tức sinh mệnh cường đại bàn bạc trong nháy mắt bạo dũng mà ra từng đạo năng lượng sinh mệnh kỳ dị bàn bạc vây quanh mã hoàng hậu chúng nó giống như là du lông có sinh mệnh hướng trong cơ thể mã hoàng hậu vọt tới sinh mệnh lực bàn bạc bà không ngừng tẩm bổ thân thể vốn đã bệnh nguy kịch của nàng. Một cổ sinh mệnh khí tức kinh người lấy mã hoàng hậu làm trung tâm hướng bốn phía bộc phát ra. Sắc mặt của nàng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, trạng thái tiêu tụy, suy yếu bị tật xấu tra tấn trong thời gian dài hoàn toàn biến mất không thấy. Mắt thường có thể thấy được, tóc vốn loan lỗ của mã hoàng hậu toàn bộ biến thành màu đen no đủ xinh đẹp, bởi vì làn da lỏng lẻo khô quắc của bệnh tật cũng là một lần nữa tỏa sáng sức sống. Bộ dáng bệnh lâu ngày kia hoàn toàn biến mất, thời gian ở trên người Mã hoàng hậu gần 50 tuổi phản phất như là đã xảy ra đảo ngược. Hô. Mã hoàng hậu từ trong hôn mê ung dung tỉnh lại, lần đầu tiên cảm giác thoải mái như thế. Ở địa phủ còn có thể phản lão hoàng đồng sao? Nàng trực tiếp từ trên giường nàng đã nằm trọn vẹn mấy tháng ngồi dậy, sau khi dụi dụi mắt liền nhìn về phía một đám người. Lúc này Mã hoàng hậu còn tưởng rằng mình đã chết gương mặt đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt nàng chính là chu nguyên chương. nàng cũng không nghĩ tới chính mình sau khi chết vậy mà còn có thể nhìn thấy trọng bác thấy chu nguyên chương lúc này cái kia trận mắt há hốc mồm ngay ngốc bộ dáng nàng nhìn không được nói một câu. ngươi cũng tới địa phủ a à, thế nhưng trọng bát ngươi thế nào còn già như vậy. chu nguyên chương bị ghét bỏ có chút nghẹn lòng nhưng trong lòng hắn lại càng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mã hoàng hậu. ánh mắt hắn ra hiệu thái y lớn tuổi quỳ xuống đất vội vàng đứng dậy kiểm tra thân thể cho mã hoàng hậu sau một phen kiểm tra thái y khiếp sợ vạn phần bởi vì trải qua hắn cẩn thận dò xét bệnh lớn nhỏ trên người mã hoàng hậu đã toàn bộ khỏi hẳn tình trạng thân thể thậm chí so với ban đầu còn tốt hơn điều này trực tiếp làm cho thế giới quan của thái y sụp đổ ngay ngốc đứng tại chỗ bắt đầu hoài nghi nhân sinh trong miệng hắn còn đang thì thào lẩm bẩm sao có thể cứ như vậy không có việc gì? điều này, điều này không có khả năng a? À. đúng lúc này, Thái Y chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, một cổ sát ý khủng bố lạnh như băng đánh thẳng vào tâm linh hắn. hắn đột nhiên bừng tỉnh, sau đó liền thấy được khuôn mặt âm trầm ướt ác của Chu Nguyên Chương. phu phu, Thái Y trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy. hắn vừa mới lời này ý tứ, hoàn toàn giống như là đang nguyền rủa hoàng hậu khi quả thực chính là đại nghịch bất đạo chi tội. Bốp! 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 Thái y điên cuồng tác mình, cầu xin tha thứ. Bệ hạ tha mạng, vi thần nhất thời kinh ngạc nói lời hồ đồ. Chu Nguyên chương lạnh lùng nhìn hắn một cái, lãnh đạm hỏi. Hoàng hậu bệnh tình thế nào rồi? Tuy rằng trước mắt thoạt nhìn thân thể mã hoàng hậu đã khôi phục, nhưng không xác định hắn vẫn không yên tâm. Sau khi thần kiểm tra, đã xác định, hiện giờ bệnh của hoàng hậu đã toàn bộ khỏi thân thể hiện tại của nàng không có một chút vấn đề thái y vội vàng trả lời bộ dáng sốt ruột giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng có lẽ tin tức tốt này chính là mấu chốt hắn có thể sống sót hôm nay một đám phế vật đều cút cho ta chu nguyên chương nghe thái y nói xong trực tiếp quát mắng hôm nay mã hoàng hậu khỏi bệnh tâm tình của hắn cũng rất tốt nếu không vừa rồi thái y nói ra những lời kia cũng đủ để cho hắn bị lột da trút gân đốt thiên đăng rồi. Nghe nói như thế, vài thái y như lâm đại xá, vội vàng cúi đầu không người lui ra ngoài điện. Chu Nguyên Chương quay đầu nhìn về phía mã hoàng hậu, thấy nàng bình yên vô sự, hốc mắt hắn liền đỏ lên. Vốn hắn đã cảm nhận được tuyệt vọng, nhưng ai thừa nhận trời không tuyệt đường người, trăm triệu lần không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hằng nhi cứu mã hoàng hậu, trong lúc đại hỷ đại bi này cho dù là cảm xúc của hắn cũng không kéo căng được lã chả rơi lệ hắn kích động cầm tay mã hoàng hậu hướng nàng hô mùi tử ngươi khỏe là được mã hoàng hậu nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra trước mắt cũng hiểu được mình cũng không có chết mà là thân thể khôi phục khỏe mạnh loại cảm giác thoát khỏi vực sâu lấy lại được cuộc sống mới này cũng làm cho nàng kích động không thôi nàng mở ra ông ấp liền cùng trọng bác của mình gắt gao ông nhau tiểu lô li nhìn xem ông bà nội nhiệt liệt ông nhau vội vàng giơ lên phấn nộn non nớt bàn tay nhỏ bé che kín bởi vì thẹn thùng mà ửng đỏ đáng yêu khuôn mặt cô chớp chớp mắt nhìn lén qua kẻ tay nhỏ giọng nói thầm xấu hổ chu nguyên chương mã hoàng hậu hai người nghe được tiểu lô ly lời nói cũng dừng động tác hai người thoáng tách ra chút khoảng cách ông bà nội là vợ chồng ông một cái làm sao vậy chu nguyên chương mặt dậy nói nói xong còn đưa tay vuốt mũi tiểu lô ly một cái Mã Hoàng Hậu cũng là kích động không thôi, hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi trong lòng bất giác còn có chút xấu hổ, dù sao cũng đã hơn 50 tuổi lão nhân gia, da mặt của nàng cũng không dày bằng chu Nguyên Chương. Vì giảm bớt xấu hổ, nàng đem một kiện trường bào bên cạnh lấy tới khoác lên người mình. Bầu không khí thoáng hòa hoãn, chu Nguyên Chương nhìn phụ chú ngựa rơi xuống giường, trong lòng rất tò mò. Vừa rồi cái loại quan huy màu trắng thần dị kia chính là từ tảng đá khắc một con ngựa này tảng mát ra, chẳng lẽ tảng đá này thật sự có thể trị bách bệnh? Nghĩ tới đây, hắn đưa tay cầm phù chú ngựa kia trong tay. Hắn vừa muốn cẩn thận quan sát tảng đá trong tay, trên phù chú ngựa kia lại bộc phát ra một trận quan huy màu trắng rực rỡ, bất quá trong nháy mắt hắn liền kinh ngạc phát hiện bệnh tật trên người mình đã trừ đi tất cả. Điều này làm cho hắn vạn phần khiếp sợ. Phải biết rằng hắn từ trước cuộc sống trôi qua rất là gian nan, khi còn bé cũng bởi vì ăn không đủ no cơm, để lại không ít tật xấu về sau liên tục chinh chiến càng là biến thành một thân thương bệnh nhưng ngay tại vừa mới cầm lấy mã phù chú trong nháy mắt những kia ốm đau tự toàn bộ biến mất cái này kinh thế hải tục hiệu quả tự giống như thần thuật bình thường nhưng vẽn vẹn chấn kinh một cái chớp mắt trong lòng của hắn chính là mừng như điên mã phù chú này có thể trị bách bệnh hiệu quả dĩ nhiên là thật như vậy ngày sau mình sẽ không bao giờ vì ốm đau mà lo lắng quấy nhiễu nữa chỉ bất quá này mã phù chú sử dụng hai lần về sau, hóa thành lưu quan, về tới tiểu lô ly trong cơ thể. Xem ra thần vật này cũng có linh tính. Chu Nguyên chương mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thèm để ý, vui vẻ mà ông lấy tiểu lô ly, dùng hắn râu ria cọ cọ gương mặt của nàng. Hôm nay nếu không phải vì cháu gái bảo bối của mình, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu lô ly bị cặn bã mài đến rất là nhức đầu, liên tục dùng chính mình non nớt bàn tay nhỏ bé đem chu nguyên chương cho đẩy ra bộ dáng đáng yêu rất là làm cho người ta yêu thích ha 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 chu nguyên chương nhịn không được phá lên cười hiện nay không chỉ chữa khỏi bệnh cho mã hoàng hậu còn có được một đại tôn nữ đáng yêu linh động như vậy trong lòng của hắn rất là cao hứng tiếng cười lớn truyền đến ngoài điện và mọi người lỗ tai lại để cho bọn họ da đầu tê dại sống lưng phát lạnh cho rằng là Mã Hoàng hậu bất hạnh chết bệnh để cho Chu Nguyên Chương trực tiếp điên rồi. Sợ là đã xảy ra chuyện. Chu Tiêu dẫn đầu vọt vào trong đại điện, nhưng chỉ thấy được một màn Chu Nguyên Chương, Mã Hoàng hậu cùng cháu gái chơi đùa. Hình ảnh hài hòa này làm cho người xông vào đều bối rối. Chương 10 Giả tâm bừng bừng hồ duy dung, phế thừa tướng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ chẳng qua khác với tưởng tượng của bọn họ chu nguyên chương bị đả kích nặng nề đến phát điên mã hoàng hậu không chỉ không chết bệnh khí sắc nhìn ngược lại tương đối khá chu nguyên chương thấy một đống người chen vào không khỏi nhíu mày hôm nay đám người này thật sự là càng ngày càng không có quy củ lại dám can đảm xông vào tẩm điện của hoàng hậu như vậy lâm xuân bất đắc dĩ hỏi ngươi muốn làm gì một tiếng giận dữ này trực tiếp làm cho mọi người vọt vào đại điện sợ đến phát mộng. Kính xin bệ hạ trừng trị tội lỗ mãn của các thân. Hồ Duy Dung là người đầu tiên quỳ xuống, thái độ rất thành khẩn trực tiếp tạ tội nói. Hắn vừa dẫn đầu, các đại thần còn lại cũng quỳ xuống, ngay cả Chu Lệ, Chu Ngao và các hoàng tử cũng cùng quỳ xuống đất. Ở trước mặt Chu Nguyên Chương nổi giận, không có bất luận kẻ nào dám can đảm can rỡ. Chu Tiêu không có quỳ xuống, hắn cùng lão chu ở chung phương thức không giống như là hoàng đế cùng thái tử ngược lại càng giống là gia đình bình thường phụ tử tình cảm cực kỳ sâu đậm nhìn thấy mẫu hậu không có việc gì hắn quả thực thở phào nhẹ nhõm chỉ bất quá nhìn phía trước đáng yêu tiểu lô ly còn có chu nguyên chương cùng mã hoàng hậu hài hòa chơi đùa hình ảnh để cho hắn cảm giác bọn họ mới là vui vẻ hòa thuận người một nhà chính mình ngược lại giống như là người ngoại loại cảm giác này không khỏi làm cho trong lòng hắn có chút chua xót bất quá chu tiêu rất nhanh đối với loại cảm xúc này của mình cảm giác có chút buồn cười sau đó hỏi nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu thân phận của nàng đến tột cùng là mới hỏi được một nửa chu nguyên chương lúc này liền trừng mắt lại ánh mắt tràn đầy ghét bỏ sao mình lại có đứa con ngốc như vậy cháu gái lai lịch thần bí nắm giữ lực lượng cường đại cùng với chiếc sừng rồng mang tính biểu tượng này cái này còn cần nói rõ sao chu tiêu đầu tiên là sửng sốt sau đó phát hiện đặc điểm bề ngoài của tiểu lô ly nhanh chóng phản ứng lại đây là con của nhị đệ chẳng lẽ nhị đệ đã trở lại sao nghĩ tới đây chu tiêu cũng có chút vui vẻ nhìn chung quanh muốn tìm huynh đệ không trên một tiếng rời nhà trốn đi này hung hăng rót rượu cho hắn một lần hừ chu nguyên chương hừ lạnh một tiếng bất quá trong lòng lại cao hứng nhìn một đám hoàng tử đại thần trước mắt trong lòng hắn tính toán nhân vật trọng yếu trong đại minh triều cũng đều đến đông đủ nếu đều đã tới như vậy vừa vặn hắn cũng chuẩn bị tuyên bố một đại sự đó chính là đem trước mắt cái này tiểu cô nương sắc phong làm đại minh công chúa để cho hai tử của chu hằng lấy lại vinh quang mà hắn xứng đáng có được nhưng mà lời đến bên miệng hắn mới phản ứng lại chính mình còn không biết tên cháu gái lớn chu nguyên chương gãi đầu có chút xấu hổ hỏi cháu gái bảo bối ngươi tên là gì a à? tiểu lô ly chớp chớp mắt ngẩng đầu lên đáng yêu kiêu ngạo nói phụ thân gọi ta níp níp nghe nói như thế chu nguyên chương bị tức giận đến trận trắng mắt tiểu vương bác đảng này không chiếu cố cháu gái bảo bối còn chưa tính thậm chí ngay cả tên cũng không lấy không đúng hắn là vương bác đảng ta chẳng phải là vương bác đảng sao phi 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 vậy mắng hắn là tiểu hỗn đảng. Khụ khụ. Chu Nguyên Chương ho nhẹ vài tiếng, ông tiểu Lô Ly đứng ở trước mặt quần thần sau đó mở miệng nói. Hôm nay, ta ở chỗ này tuyên bố một chuyện. Từ hôm nay trở đi, Trẩm phong nàng làm đại minh bảo khánh công chúa, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, bạch ngân vạn lượng, công chúa phủ đệ một tòa, lăng la tơ lụa hai ngàn Thất. Phượng Dương là bảo khánh công chúa đất phong, thực ấp năm ngàn hộ, tuế lộc ba ngàn thạch, tiền 5.000 quan. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngay người. Bởi vì căn cứ vào chế độ Minh Triều, người công chúa chưa thụ phong, lăng là tơ lụa bất quá 200 thớt, 200 lượng bạc. Công chúa đã được phong, cũng ban cho trang điện một sở, mỗi năm thu hoạch 1.500 thạch, tiền mặt 2.000 quan. Nhưng mà Bảo Khánh công chúa lại được ban thưởng nhiều như vậy, vượt xa những công chúa khác. Ban thưởng khoa trương này, hoàn toàn có thể thấy được Chu Nguyên Chương sủng ái và thích nàng. Hành vi như vậy đương nhiên sẽ đưa tới mọi người bất mãn, đám chó điên ngự sử lúc này đã muốn nhảy ra ngăn cản. Chu Nguyên Chương vì cháu gái bảo bối mà nghĩ vượt pháp luật, vượt lễ mà đi, điều này trong mắt bọn họ quả thực chính là hồ nháo, cho dù là hắn thân là hoàng đế đại minh cũng không được làm càng như thế. Dù sao làm ngự sử, bổng lộc không cao, cũng không có gì giàu mở, duy nhất truy cầu chính là chống đối hoàng đế sau đó danh lưu thanh sử nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị hành động lại bị ánh mắt ám chỉ của hồ duy dung ngăn lại hồ duy dung lắc đầu ý tứ kia rõ ràng chính là hôm nay trước không nên gây chuyện tất cả chuyện xảy ra hôm nay đều để sau này bàn lại hắn tự nhiên có tính toán của mình hôm nay mã hoàng hậu bệnh nặng mới khỏi còn thêm cháu gái không biết từ nơi nào nhảy ra này lão chu hắn đang hưng phấn lúc này chạm vào lông mày của hắn chính là thiếu thu thập Chu Nguyên Chương đương nhiên thấy được một màn này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hồ Duy Dung hảo thủ đoạn A, thậm chí ngay cả đám ngự sự thối tha này, cũng có thế lực của hắn. Bước tiếp theo, có phải muốn thay hoàng đế ra lệnh hay không? Nhưng thần sắc lão Chu không thay đổi chút nào, mà lạnh lùng nói. Cúc hết cho lão tử. Chúng thần cáo lui. Hồ Duy Dung dẫn đầu không người hành lễ, một đám đại thần phía sau hắn cũng phụ hòa theo, tiếp theo một hàng quan văn liền theo hồ duy dung rời khỏi không ninh cung của hoàng hậu đám võ tướng từ đạt lý văn trung cũng nhìn thấy hành động vừa rồi của hồ duy dung đều nhìn không được nhíu mày trầm tư thượng vị vậy mấy anh em chúng ta rút lui trước từ đạt hướng về chu nguyên chương khẽ gật đầu chào hỏi rồi cũng lui ra ngoài lam ngọc cũng không còn ngông cuồng như ngày xưa thái độ khác thường trầm mặc vội vàng rời đi phụ hoàng mẫu hậu nhi thần cáo lui tiếp theo chính là chu tiêu chu lệ và các hoàng tử khác cũng nghe theo lệnh đuổi khách của chu nguyên chương rời khỏi đại điện theo đám người thối lui đại điện hỗn loạn ồn ào vừa rồi lập tức khôi phục yên tĩnh ngày xưa lúc này chu nguyên chương đi tới giường bên cạnh ngồi xuống cảm khái nói mùi tử a à, cái này hồ duy dung thế lực càng lúc càng lớn hiện tại đều bắt đầu vượt biên đụng ngự sử đài trong lòng hắn đối với chế độ thừa tướng này cũng là khổ não không thôi nhưng là cái này thừa tướng chế độ lại là từ xưa đã có, đã truyền thừa ngàn năm, tùy tiện đem hủy bỏ, tất nhiên sẽ dẫn phát kịch liệt phản đối, thậm chí là dẫn đến đại minh nội bộ hỗn loạn, bởi vậy hắn cần một cái thích hợp cơ hội cùng lý do. Mã Hoàng hậu nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Là Hoàng hậu đại minh, hành động vừa rồi của Hồ Duy Dung làm sao có thể thoát khỏi hai mắt của nàng. Mã Hoàng hậu không chỉ trưởng quản hậu cung, đồng thời nàng cũng là số ít nữ cường nhân dám tham chính nạn cũng rất rõ ràng tệ đoan cực lớn của chế độ thừa tướng. Quyền lực của thừa tướng thật sự là quá mức to lớn, đây không chỉ là hoàng quyền bị phân chia, thậm chí ngay cả hành động thường ngày của hoàng thất cũng sẽ bị tập đoàn quan lại thừa tướng hạn chế và ảnh hưởng, hơn nữa còn kết bè kết cánh, ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của triều đình. Loại nguyên do này, đối với đại minh mà nói đều là bất lợi. Đang lúc hai lão nhân tuổi trên 50 buồn rầu vì chế độ thừa tướng này, tiểu lô ly nhưng là nghe có chút buồn tẻ, ngáp một cái, trong mắt lệ quan lóe ra. Cô dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, nhìn không được nói thầm. Ông bà nội nếu cảm thấy thừa tướng quá phiền, như vậy trực tiếp phế bỏ nó không được sao?